Anh thấy cái cuộc đời của em ấy rất là rực rỡ, rất là vui. Cuộc sống cá nhân của em rất là hạnh phúc. Nhưng mà con người họ sống đâu có phải là ích kỷ cho riêng họ đâu. Nhiều lúc là họ có những cái trách nhiệm đối với gia đình. Nhiều khi họ có cha mẹ già, cha mẹ bệnh. Một mặt nào đó, họ muốn đi ra ngoài trải nghiệm. Một mặt nào đó thì họ lại băn khoăn, trăn trở với cái trách nhiệm mà mình đang có. Có những cái đắn đo như vậy, mình phải làm sao để mà mình có cả hai đây? Đây là một câu hỏi rất khó đấy. Em cũng đã được hỏi rất là nhiều lần trong những cái tháng năm mà em đi trải nghiệm. Thì có một cái quan niệm hơi sai lầm ở đây một chút xíu là những người đi du lịch như em là những người vô trách nhiệm với gia đình hoặc là với xã hội hoặc là với đất nước. Thực ra em vẫn luôn là một phần của gia đình nhỏ của em, bao gồm mẹ em và em. Những cái sự kiện lớn trong gia đình hoặc những cái lúc gia đình cần em luôn có mặt, tại vì em với gia đình sống không xa nhau lắm đâu, có 2 tiếng đồng hồ từ đây xuống Vũng Tàu thôi. Em nghĩ là mỗi gia đình nó sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau. Em cũng có thể hiểu với những cái gia đình mà họ sinh ra họ đã mang cái gánh nặng tài chính, phải giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ anh chị em kiểu như vậy. Em nghĩ là em may mắn. Mẹ em mặc dù thời gian đầu thì không không ủng hộ những cái quyết định của em lắm, nhưng mà cũng có những lần em và mẹ ngồi nói chuyện với nhau thì em hỏi mẹ là mẹ muốn con hạnh phúc hay mẹ muốn con phải làm điều mẹ muốn mà con không hạnh phúc. Mẹ em dĩ nhiên trả lời là mẹ em muốn em hạnh phúc cơ. Thì em mới nói với mẹ là nếu như vậy thì với mọi điều con lựa chọn trong cuộc sống, mẹ nên là người ủng hộ con. Bởi vì con suy nghĩ rất kỹ trước khi con chọn một cái gì đấy. Mình đừng đem cái khái niệm hạnh phúc của người khác áp đặt lên cái khái niệm hạnh phúc của mình, thì mới như thế mới là hạnh phúc. Theo em nghĩ, một người trẻ có nên đi theo con đường của em đi không? À, dạ em được hỏi câu này rất nhiều. Tức là em được nhận rất nhiều tin nhắn của các bạn trẻ, các bạn nói các bạn muốn như em được đi ra ngoài thế giới, được làm này làm kia này nọ. Thì thực ra em cũng nói với mọi người á, là có rất nhiều cách để học về cuộc sống này. Nếu như mình đi ra ngoài thế giới nhưng bản thân mình chẳng học được gì, em thấy có rất nhiều người như thế ạ. Cái này thì sẽ đụng chạm với rất nhiều người, nhưng mà em biết là có những người họ đi ra ngoài thế giới cái mục đích của họ chỉ là sưu tập dấu trong hộ chiếu hoặc là check in chỗ này check in chỗ kia, họ không có nhiều cái đam mê hoặc mong muốn về cái việc là tìm hiểu văn hóa hoặc là tìm hiểu lối sống hay kiểu kiểu như thế, hoặc là suy nghĩ nhiều về cái cách sống hoặc là cái cách tư duy của mình. Đi ra ngoài thế giới nó cũng là một cách, nó chỉ là một trong số rất nhiều cách thôi. Em nghĩ là thực ra nếu có cơ hội thì cứ đi. Mình phải đi thì mình mới biết là mình có thích cái cách này hay không, và cái cách này có đem lại cái lợi ích gì cho mình hay không. Còn nếu không thì thôi. Nhưng mà ở một cái góc nhìn nào khác, thí dụ như anh nói, những nhà xã hội học, họ đi vào một cái cộng đồng và họ ở đó rất nhiều năm và họ hiểu rất sâu về cái văn hóa và cái xã hội đó. Em có nghĩ rằng là em đi ngang qua, em lướt, chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa nha? Dạ không, thực ra thế này, mọi người chưa hiểu rõ lắm cái công việc của một cái người đi du lịch mà em lại là một người blogger nữa. Tức là để đến một cái đất nước, em thường sẽ đọc khá là nhiều đấy ạ. Em đọc khá là nhiều về lịch sử, về văn hóa, về những điều mình nên làm hay là không nên làm. Một trong những cái việc em rất là thích khi em đi du lịch là em nói chuyện, em trò chuyện với người lạ. Bình thường thì em cũng không giỏi làm việc này, nhưng mà khi em đi du lịch thì em rất thích làm việc đó. Và trong rất là nhiều năm em dùng cái cộng đồng Couchsurfing, là cái cộng đồng mà mình ở với những người lạ, là cái người local, là cái người địa phương sống ở cái nơi đó. Một trong những cái lý do em làm không phải là bởi vì em muốn có một cái nơi ở miễn phí thôi, tại vì thực ra tiền mình thì cũng có thể trả khách sạn được. Nhưng em thích cái việc là mình ở trong nhà của một cái người địa phương để mình tìm hiểu có thực là cái cuộc sống ở đây nó giống như thế không? Giống như cái lần em tới Maroc thì em ở với cái gia đình người Hồi giáo này hơn 2 tuần lận. Thì em mới nhận ra là những cái điều mình thường biết về Hồi giáo mà trên truyền thông ấy nó rất là khác. Khi mà em ở trong cái gia đình đấy thì em mới nhận ra là không, không phải cái tôn giáo này nó coi thường phụ nữ như vậy. Phụ nữ là cái người mà quyền lực nhất trong gia đình.
Em học được cái cách họ bảo vệ những người phụ nữ khi đi ra ngoài ra làm sao và cái cách vận hành của một gia đình Hồi giáo như thế nào. Em nghĩ một cái phần quan trọng nhất trong hơn 10 năm em đi khắp nơi trên thế giới, đúng là không có cái gì gọi là quá đúng và cái gì gọi là quá sai cả. Tất cả nó chỉ là sự lựa chọn.